Xin chào tất cả các bạn, tôi Thu Phương đến từ tìmviệc365.vn. Hôm nay sẽ gửi đến các bạn một chủ đề vô cùng thú vị, đó chính là bạn muốn mức lương bao nhiêu khi phỏng vấn? Mời các bạn hãy cùng theo dõi phóng sự sau đây nhé. Chào chị, chị có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không ạ? Hiện tại thì mình đang làm giáo viên IELTS ở trên địa bàn Hà Nội. Dạ vâng, tại chị đang làm tự do, làm freelancer hay là làm cho trung tâm ạ? Hiện tại thì mình làm freelance thôi, chủ yếu là mình đi loanh quanh thành phố rồi mình dạy các bạn. Dạ vâng. Thì trước khi mà chị làm freelance thì chắc hẳn là chị đã từng tham gia các cuộc phỏng vấn đúng không ạ? Vâng đúng rồi. Vậy thì hôm nay tìm việc 365.vn em đang làm về một cái chủ đề, đó chính là bạn mong muốn mức lương bao nhiêu khi phỏng vấn. Trong cái quá trình mà chị phỏng vấn thì khi mà nhà tuyển dụng hỏi câu hỏi như vậy thì chị trả lời như thế nào ạ? Thường thường thì mình sẽ nói là mức lương là sẽ là tương ứng với cái khả năng của mình. Ví dụ như là mình đã đi làm giáo viên IELTS cũng khá là lâu rồi, về 2-3 năm rồi, cộng với cả thời gian mình đi dạy thêm trước đấy nữa, thì mình sẽ offer mức lương khoảng tầm từ 9 triệu trở lên. Ví dụ như là khi mà nhà tuyển dụng có một cái job description, tức là cái mô tả công việc ấy, thì chị trước khi mà đi tham gia phỏng vấn thì chị có đọc qua hoặc là đọc kỹ cái đấy không? Luôn luôn chứ. Đấy là một phần để mình có thể chứng minh được bản thân mình là người chuyên nghiệp. Dạ vâng. Thì nhà tuyển dụng có thể nhìn được là người này thực sự là có quan tâm đến công việc, và thậm chí là mình có thể tìm hiểu thêm về cả công ty nữa, không chỉ đơn giản là về công việc. Đúng rồi ạ. Vậy thì khi mà chị khi mà nhà tuyển dụng hỏi chị là bạn mong muốn mức lương bao nhiêu khi phỏng vấn, thì chị sẽ tự dựa vào cái job description đấy, cái mô tả công việc đấy, hay là chị sẽ tự đưa ra cái mức lương mà mình mong muốn? Thường thường thì mình sẽ dựa vào cái đấy, ví dụ như là nhà tuyển dụng sẽ ghi là từ 8 đến 15 triệu. Vâng. Thì cá nhân mình thấy là hiện tại mình đang ở mức độ nào mà mình có thể nhận được khoảng bao nhiêu phù hợp với trình độ của mình, thì mình sẽ offer trong cái khoảng người ta đưa ra. Mình không bao giờ offer hơn cả. Còn thêm một câu hỏi nữa ạ. Ví dụ mà trong trường hợp là nhà tuyển dụng hỏi chị là cái mức lương của công việc cũ mà chị đã từng làm là bao nhiêu, thì chị có nên trả lời câu hỏi đấy không ạ? Thường thường thì mình sẽ trả lời cái mức lương tương ứng với cái mức lương mà mình đang mong muốn, hoặc thậm chí là hơn thế một chút. Đối với mình đến hơi gọi là một cái mẹo, thì để có thể là người ta nhìn thấy và người ta bảo là ok, trước đây thì mình không nhận thấp hơn thế nữa, thì người ta có thể người ta sẽ gọi là đồng ý với cái mức mà mình đã đưa ra. Dạ vâng. Đấy là một cách trả lời rất là thông minh. Tại vì cái khi mà mình trả lời cái câu hỏi cũ đấy, câu hỏi là mức lương của cái công việc cũ đấy, thì nó như là một con dao hai lưỡi. Đúng rồi. Nếu mà mình trả lời thấp quá thì người ta sẽ ok, cân nhắc lại về việc là người ta có chấp nhận mức lương đấy không, mà người ta có thể sẽ đặt mình ở mức lương thấp nhất. Dạ vâng, đúng rồi. Còn nếu mà mình trả lời cao quá thì người ta sẽ bảo là thôi thì bên mình cũng không nhận được bạn, vì là cái mê mình không đủ khả năng để chi trả cho cái vấn đề đấy. Nên mình nghĩ là mình sẽ ở mức lương khoảng giữa. Vâng. Đấy. Hợp lý nhất. Như vậy đúng không? Vâng. Em cảm ơn chị đã chia sẻ cho tất cả mọi người những cái thông tin rất là bổ ích, đặc biệt là cái khi mà trả lời cái câu hỏi về mức lương, tại vì đây là một trong những cái vấn đề rất là nhạy cảm. Mà một câu hỏi cuối cùng nữa em muốn hỏi chị, đó chính là khi mà chị đã từng bao giờ gặp cái trường hợp mà chị chủ động hỏi nhà tuyển dụng về mức lương trước khi mà nhà tuyển dụng hỏi chị? Mình thường là như thế. Đối với mình thì những cái công việc nhất là mình đi làm việc, thì mình đi làm, mình làm cho họ và mình làm cùng họ, nên là mình luôn luôn đã nắm đảm bảo là cái nó có cái sự rõ ràng và minh bạch, thì mình sẽ luôn hỏi đầu tiên là về giờ làm này, xong thì chế độ bảo hiểm, và cuối cùng là mức lương. Đấy là nếu mà họ nói ra thì thôi, còn nếu mà mình thường thường mình sẽ chủ động hỏi trước. Đấy, mình người ta cũng sẽ hiểu là mình có sự chủ động trong công việc hơn. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Vâng. Những cái thông tin được chia sẻ rất là hữu ích cho tất cả những cái bạn trong quá trình đi tìm việc, đặc biệt là những bạn sinh viên mới ra trường. Vâng. Thì chúc chị có một công việc thật là may mắn, và đặc biệt là sẽ thành công hơn trong cái sự nghiệp sắp tới sau này, và có những cái dự án lớn hơn. Cảm ơn chị đã tham gia phỏng vấn ạ. Cảm ơn chị. Và qua cuộc phỏng vấn như trên thì các bạn có thể thấy rằng mức lương là một trong những nội dung vô cùng quan trọng trong bản mô tả công việc, cũng như là trong cái quá trình bạn tham gia phỏng vấn.
đây là một nội dung không thể thiếu được trong cái quá trình mà bạn tham gia trả lời phỏng vấn. Vậy đâu mới là một câu trả lời hoàn hảo và đâu mới là một cách trả lời thông minh? Làm thế nào để các bạn có thể xác định được giá trị của bản thân mình và lại vừa có được mức lương mà mình mong muốn? Hãy để tìm việc 365.vn giúp bạn giải đáp vấn đề này nhé, qua nội dung ngay sau đây. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây đó chính là các bạn có nên cân nhắc hay tính toán trước khi các bạn tham gia phỏng vấn đối với câu trả lời bạn mong muốn mức lương bao nhiêu từ nhà tuyển dụng hay không? Và câu trả lời 100% là có các bạn nhé. Để các bạn có thêm động lực làm việc này, để các bạn có được một công việc và một mức thu nhập ổn định lâu dài. Và cái thứ ba là để các bạn có thể tránh được những cái sự chán nản trong quá trình làm việc khi các bạn nhận được một mức lương quá thấp, không phù hợp với giá trị của bản thân mình và dễ từ bỏ công việc, nhảy việc đó. Lấy một ví dụ đơn giản như thế này, ví dụ cho dù bạn là một lao động chính hay là lao động phụ trong một gia đình thì mức lương của bạn phải đảm bảo được các vấn đề chi tiêu hàng tháng như là tiền điện, tiền nước, tiền ăn uống, di chuyển, giải trí, đúng không? Và đặc biệt là nếu mà có dư giả hơn thì bạn có thể tiết kiệm được một số tiền để phục vụ cho một cái dự án mới, để có thể đầu tư hoặc là mua được một món đồ mới chẳng hạn, hoặc là phục vụ cho cái quá trình giải trí du lịch, hoặc là khi mà bạn có gia đình rồi thì tất nhiên là bạn sẽ phải lo cho con cái trong vấn đề học hành, hoặc là bạn sẽ làm những cái điều để phục vụ cho gia đình bạn, đúng không? Đấy, đó chính là lý do tại sao mà các bạn nên xác định mức lương của mình ngay từ cái thời điểm ban đầu khi bạn tham gia phỏng vấn. Vậy mức lương sẽ nói lên điều gì ở bạn? Thứ nhất là mức lương sẽ khẳng định được giá trị của bản thân bạn, tức là sức lao động của bạn bỏ ra. Nếu trong trường hợp mà bạn không xác định được cái mức lương từ trước khi mà bạn tham gia phỏng vấn thì dễ các bạn sẽ xảy ra hai trường hợp sau đây. Thứ nhất là các bạn đưa ra mức lương thấp hơn mức lương mà nhà tuyển dụng đưa ra. Điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến bản thân bạn. Bạn sẽ nhận về phần thiệt thòi cho mình khi mà bạn, ví dụ như là bạn phải làm rất nhiều những công việc khác nhau với khối lượng công việc vô cùng lớn, nhưng đổi lại các bạn không nhận được một mức lương xứng đáng, mức lương thấp hơn những cái giá trị mà bạn bỏ ra, thì dễ dàng bạn sẽ rất dễ chán nản và từ bỏ công việc đó, nhảy việc. Đấy là điều thứ nhất. Còn đối với trường hợp thứ hai, khi bạn đưa ra một mức lương quá cao, ví dụ cao hơn cả cái mức lương mà nhà tuyển dụng đưa ra, thì điều này có nghĩa là gì? Nhà tuyển dụng sẽ đánh giá bạn là một người không chuyên nghiệp vì bạn không đọc kỹ bản mô tả công việc của nhà tuyển dụng đưa ra trước đó. Nên ngay cả việc mà bản mô tả công việc mà bạn cũng không đọc thì bạn không có một sự chuẩn bị tỉ mỉ kỹ càng đối với việc phỏng vấn, thì liệu rằng nhà tuyển dụng có thể tin tưởng bạn để giao cho bạn một công việc hay không? Đó chính là một câu hỏi đặt ra khi mà bạn đưa ra cái mức lương quá cao, cao hơn cả cái giá trị mà bạn bỏ ra. Chính vì vậy mà bạn nên chuẩn bị một cái câu trả lời một cách phù hợp nhất. Thứ nhất là để đáp ứng được những cái tiêu chí sau. Thứ nhất là cái mức lương mà bạn đưa ra ấy, nó phải phù hợp với giá trị bản thân mà bạn bỏ ra, và đặc biệt là nó phải phù hợp với cái khoảng lương mà nhà tuyển dụng đưa ra cho cái vị trí công việc đó. Điều thứ hai đó chính là mức lương sẽ nói lên thái độ của bạn đối với công việc. Thái độ đây là gì? Thứ nhất sẽ xảy ra hai trường hợp. Thứ nhất đó chính là bạn không có chủ đích trong công việc, bạn có thể làm bất kỳ công việc nào với bất kỳ mức lương nào, thậm chí là mức lương thấp hơn giá trị mà bạn bỏ ra. Và cái thứ hai đó chính là bạn đã xác định rõ ràng mức lương ngay từ cái thời điểm ban đầu trước khi mà bạn tham gia phỏng vấn rồi. Thì điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là bạn đã xác định được những cái mục tiêu trong công việc của bạn, mục tiêu ngắn hạn, mục tiêu dài hạn, và những cái kế hoạch, những cái việc làm mà bạn có thể làm cho cái vị trí công việc đó. Thì trong hai trường hợp này, nhà tuyển dụng sẽ đánh giá theo hai hướng khác nhau. Thứ nhất là nhà tuyển dụng sẽ không thể tin tưởng và sẽ không có một sự ấn tượng bất kỳ nào đối với những người mà không xác định được mục tiêu trong công việc của mình. Và cái thứ hai đó chính là nhà tuyển dụng sẽ đánh giá cao đối với những người mà đã xác định được mục tiêu công việc của mình, cũng như là khẳng định được cái giá trị mà bản thân mình đưa ra trước đó, đúng không? Đấy,
đó chính là ý nghĩa của cái việc đưa ra một câu trả lời một cách hợp lý, phù hợp và thông minh khi các bạn trả lời câu hỏi bạn muốn mức lương bao nhiêu. Vậy đâu mới là câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi bạn mong muốn mức lương bao nhiêu khi phỏng vấn? Các bạn hãy thực hiện theo 3 bước sau đây nhé. Thứ nhất, đó chính là các bạn hãy chuẩn bị thông tin, đọc kỹ thông tin một cách kỹ càng đối với bản mô tả công việc cũng như là thông tin tuyển dụng mà nhà tuyển dụng đưa ra trước đó, đặc biệt là đối với thông tin về mức lương và quyền lợi trong bản mô tả công việc. Và cái thứ hai đó chính là bạn định sẵn mức lương trong đầu bằng cách xác định giá trị bản thân mình và đưa ra một cái mức lương hợp lý và chuẩn bị trước đó, trước khi mà các bạn tham gia phỏng vấn. Và bước 3 đó chính là các bạn, trong trường hợp mà các bạn không thực sự rõ về mức lương đối với vị trí công việc đó, hoặc là bạn muốn khẳng định lại đối với nhà tuyển dụng về mức lương đưa ra đối với vị trí công việc đó, thì các bạn có thể hỏi ngược lại nhà tuyển dụng. Điều này có nghĩa là đây là một trong những cái cách làm rất là thông minh. Vì khi mà nhà tuyển dụng đưa ra câu trả lời về khoảng lương phổ biến cho vị trí công việc, ví dụ như đối với vị trí nhân viên kinh doanh thì mức lương phổ biến là từ khoảng 7 cho đến 10 triệu, thì các bạn có thể dựa vào cái khoảng lương đó mà nhà tuyển dụng đưa ra đó để trả lời, để đưa ra một cái câu trả lời một cách phù hợp nhất. Điều này sẽ tránh được cái trường hợp là bạn sẽ không đưa ra một mức lương quá thấp, thấp hơn mức lương mà nhà tuyển dụng đưa ra, hoặc là quá cao so với cái khoảng lương mà nhà tuyển dụng đưa ra. Như vậy khi mà các bạn thực hiện theo 3 bước như trên thì nhà tuyển dụng sẽ có một cái nhìn khác về bạn. Bạn có thể dễ dàng gây ấn tượng với nhà tuyển dụng và bạn sẽ được đánh giá cao hơn trong cái cách trả lời phỏng vấn một cách chuyên nghiệp về câu hỏi bạn mong muốn mức lương bao nhiêu khi phỏng vấn. Trong quá trình mà bạn trả lời phỏng vấn, rất có thể nhà tuyển dụng sẽ đưa ra cho bạn thêm một câu hỏi, đó chính là mức lương công việc cũ của bạn là bao nhiêu. Hãy cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi bạn đưa ra câu trả lời đối với câu hỏi này nhé. Đây chính là con dao hai lưỡi, nó có thể giết chết bạn bất cứ lúc nào. Nhưng gợi ý tốt nhất dành cho bạn đó chính là hãy đưa ra một cái mức lương đối với công việc cũ có một sự tương đương đối với công việc mới. Ví dụ như thế này, đối với công việc cũ của bạn, mức lương bạn nhận được thấp hơn so với mức lương vị trí hiện tại mà bạn đang muốn ứng tuyển vào, thì tất nhiên nhà tuyển dụng sẽ có sự so sánh và đánh giá về khả năng, trình độ cũng như là kinh nghiệm chuyên môn của bạn. Chính vì vậy mà việc bạn cần làm đó chính là chứng minh cái kinh nghiệm làm việc, kỹ năng làm việc cũng như là khả năng của mình đối với công việc đó. Ví dụ như là trong cái quá trình mà làm việc ở cái công ty cũ đó, mặc dù bạn đã nhận được mức lương thấp nhưng bạn đã trau dồi được những cái kiến thức và kinh nghiệm làm việc nhất định và có những cái kỹ năng làm việc phù hợp đối với vị trí mới này. Chính vì vậy mà bạn muốn thay đổi môi trường làm việc và tiến đến một mục tiêu cao hơn và muốn có được một công việc mới tại ở vị trí hiện tại này. Và trong trường hợp thứ hai, nó có thể khả quan hơn, đó chính là mức lương ở công việc cũ của bạn nó sẽ cao hơn so với vị trí và mức lương này, thì các bạn có thể đưa ra và cũng đưa ra những cái dẫn chứng một cách phù hợp nhất đối với nhà tuyển dụng là bạn đã có những cái kinh nghiệm, kỹ năng làm việc cũng như là trau dồi được rất nhiều những cái kiến thức trong cái quá trình mà bạn làm việc đó đối với công việc đó. Nhưng gợi ý tốt nhất dành cho bạn đó chính là bạn hãy đưa ra một cái mức lương đối với công việc cũ có sự tương đương đối với công việc mới như này, thì nó sẽ là một câu trả lời hoàn hảo nhất. Chính vì vậy đối với câu hỏi là bạn mức lương đối với công việc cũ của bạn là bao nhiêu, thì tùy vào từng trường hợp các bạn có thể đưa ra những câu trả lời chính xác nhất và phù hợp nhất đối với từng trường hợp đó. Và hãy cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi đưa ra câu trả lời này nhé, tại vì nó có thể nâng bạn lên nhưng nó cũng có thể hạ cái mức giá trị của bạn xuống đấy. Như vậy, với tất cả những thông tin mà tìm việc qua 365.vn vừa đưa ra cho các bạn như trên, hy vọng tất cả sẽ giúp cho các bạn đưa ra được những câu trả lời một cách phù hợp và thông minh nhất để có thể ghi được điểm cao nhất và được đánh giá cao nhất cho trong cái quá trình mà các bạn tham gia phỏng vấn. Nếu các bạn thấy những thông tin trên hữu ích, các bạn có thể bấm subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất mà tìm việc qua 365.vn đưa ra nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.